Kính thưa quý vị và các bạn, tại hội trường Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trọng thể trong không khí trang nghiêm thành kính. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhân dân cả nước, sáng nay, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã về hội trường Thống Nhất để dâng lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính biết ơn, sự tri ân sâu sắc nhất đối với người cộng sản chân chính trọn đời vì nước, vì dân. Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút, các đoàn đại biểu đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dẫn đầu là đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó là đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại biểu văn phòng Trung ương Đảng, đoàn đại biểu văn phòng Chính phủ, đoàn đại biểu văn phòng Quốc hội, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9 và các binh chủng, đoàn đại biểu Bộ Công an phía Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, đoàn đại biểu thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu thành đoàn, đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao, đoàn đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại diện các cơ quan trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đóng góp cho đất nước này một cách toàn diện, mà trong tất cả các lĩnh vực thì đồng chí đều thể hiện một nhà lý luận chính trị xuất sắc và một nhà am hiểu thực tiễn, và đặc biệt người ta rất quý mến và người ta dấu ấn lớn là cái đạo đức, cái tác phong, cái gương sáng về bản thân và gia đình. Đấy, về mặt chính trị thì đồng chí rất là quan tâm đến cái việc là xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về các cái mối quan hệ trong sự phát triển của đất nước. Rồi về văn hóa, đồng chí có những người nói rất rõ ràng là văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước hết là mình thấy đây là một sự mất mát rất là lớn của Đảng, của nhà nước và của nhân dân Việt Nam mình. Trong đó thì cá nhân tôi cũng rất là tiếc thương và buồn vì mất một đồng chí lãnh đạo gọi là mẫu mực và có uy tín lớn ở trong nước và quốc tế và có nhiều đóng góp cho Đảng, cho nhân dân mình. Hôm nay đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và đã có rất nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Hôm nay con cùng mẹ con đến viếng thăm bác thì con rất là tiếc thương bác và con sẽ noi gương theo bác để cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Hôm nay là cả nước thực hiện quốc tang, thì em là một người con của Việt Nam, rất là đau buồn và tiếc thương sự ra đi của người.
Em thể hiện vô vàn sự biết ơn của mình đối với người đã cống hiến cho đất nước Việt Nam chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Lan và Việt Nam đã trở nên sâu sắc hơn. Chúng ta đã đạt được bước tiến lớn khi hồi năm 2014 ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2020, chúng ta chứng kiến việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Tôi nghĩ những dấu ấn này cho thấy vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam với thế giới. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các lực lượng vũ trang nguyện học tập noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.